Chí. Anh xin em các bạn thân mến, có lẽ mình lâu quá không gặp. Tuy cuộc sống bận rộn nhưng mình cũng cố gắng tranh thủ chút thời gian để chia sẻ về với quê hương. Trên cái mặt trận không gian mạng này không phải như chúng ta nghĩ, chỉ có nhiều người tham gia những cái thông tin chính thống, cho nên làm cho cuộc sống và đời sống của họ nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Các bạn thấy truyền thông của Mỹ thì phương Tây thì nó cũng bias dữ lắm, nó rất là xảo quyệt, nó luôn luôn nói lên những cái gì tốt nhất cho cái công việc của nó, lợi ích của nó, lợi ích nhóm được của nó. Ở Việt Nam thì hôm nay các bạn thấy những truyền thông báo chí Việt Nam thì nó cũng loạn cào cào. Phần đông thì tôi thấy thì cái tinh thần dân tộc, nếu nói về tinh thần dân tộc truyền thông báo chí Việt Nam thì nó rất là tệ hại. Nó không giống như cái quốc gia mà có tên chủ cường, mà lòng dân tộc của người ta rất là cao. Các bạn thấy Trung Quốc không khó bao giờ mà họ tân bốc Mỹ đâu. Ngay cả Nam Hàn cũng vậy. Các bạn có bao giờ nhìn thấy Nam Hàn cũng là đồng minh của Mỹ, nhưng có bao giờ nó ngồi đó truyền thông báo chí nó tân bốc Mỹ đâu. Tụi nó rất là tự hào cái dân tộc. Khi các bạn đến đất Nam Hàn, các bạn sẽ thấy ngay cả cách nó dùng hàng hóa của Nam Hàn cũng vậy. Các bạn kiếm được chiếc xe Mỹ hơi bị khó lắm. Cho nên cái lòng tự hào dân tộc của quốc gia nó rất là quan trọng. Nếu mà truyền thông mà nó dắt mũi, nó đi sai lệch thì nó làm rất là nguy hại đến cái an ninh quốc gia. Như gần đây thì các bạn thấy ở Việt Nam, câu chuyện mà báo chí khi mà những cái lần tôi nói, những cái lần mà hàng không mẫu hạm hay nhà tàu chiến đi ghé Việt Nam thì truyền thông báo chí Việt Nam nó bù vô, nó làm cho tội phạm nó càng nhất là cái tụi Mỹ khi mà nó làm việc, anh chị các bạn, về trong mặt quân đội hay là về những cái công ty chiến lược của nó vậy đó, nó đưa những người Việt vào trong đó làm. Khi cái chính sách ngoại giao của nó và những cái cuộc gặp gỡ của nó dùng những người Việt để rằng mà nó đem ra nó gọi là tiếp đãi ngoại giao đó, bằng cái ngôn ngữ của người Việt. Cái cách mà nó mình nét nó thấy dân Việt Nam của mình thì họ phải nói tới Mỹ là ui mê lắm. Mấy ông dân chủ cụi rồi, mấy tên mà phản đảng đồ cũng vậy, mấy cái đám mà chống cộng hải ngoại mê lắm. Nhưng mà Mỹ thì nó cốc đầu như con chó, qua được Mỹ thì cũng vậy thôi. Các bạn thấy những thành phần qua được tới Mỹ rồi Mỹ nó cốc đầu thua con chó. Như các bạn thấy nhỏ Nguyễn Nhật Diêu Ngọc Diêu Quỳnh, nước Mỹ, cô ta phát biểu là nước Mỹ không vĩ đại như cô ta. Và mấy cái thành phần dân chủ cụi trong nước, mấy cái đám phản đảng bắt đầu ca ngợi, thấy hai cái bạn trẻ ở trên hàng không mẫu hạm, chàng ơi, bắt đầu tăng bốc lên, bắt đầu quán chi vui hãnh diện người Việt về phục vụ quê hương đất nước rồi. Tôi nói các bạn à, ở đất Mỹ này, hàng Mỹ rất là khôn. Khi mà làm việc cho chính quyền, cho công ty của nó, anh phải vì quyền lợi và lợi ích quốc gia hay công ty của nó, chứ không phải mà anh nó đưa anh đi đến quốc gia sở tại, quốc gia gọi là quốc gia Motherland, quốc gia gọi là nơi mà quen mẹ của anh. Tiết lộ cái gì
phòng của Mỹ rất là phải nói là nó cái luật của nó rất là khắc nghiệt chứ không có giỡn đâu. Các bạn mà làm việc cho những công ty quốc phòng chỉ cần đi làm ở trong những cái mà công việc mà nó về bảo mật đó, quý vị muốn đi hay là đâu thì phải báo cáo trong bao nhiêu để gọi là square mile. Anh đi nghỉ phép, nghỉ hè hay là đi gia đình đi chơi đó, anh cũng phải báo cáo cho cái công ty nó biết anh đi đâu. Chắc nói giỡn lắm. Các bạn thấy một số những người Việt họ sanh đẻ ở Mỹ rồi họ làm trong những cái công ty quốc phòng đi cao ảnh, các bạn thấy cái con đó nó giỏi, nó bị nó phục vụ cho lớn chứ nó có giá mà chỉ là chó luôn mà nó lên mạng nó làm phụ đồng phụ nó đem cái bắt là cái khoa học kỹ thuật cao của nó mà nó chia sẻ rồi hay là nó đi chống cộng không, các bạn thấy nó có giá không? Ồ, như Lê Mã Lương rồi, các bạn thấy về hưu rồi hết, nó không cần nữa thì cái bóng đá đó về mày không gì mày xong rồi về nghỉ về đi về nhà đi. Thì mấy cái đám chống cộng, mấy cái đám mà phản đảng, mấy cái thành phần của Mỹ thì nó mê lắm. Ui, người Việt của mình tự hào quá, qua Mỹ làm tướng nào là bác học rồi khoa học gia rồi làm rồi đi vô hàng không bỏ hạm Mỹ đủ lui sao mà nó sướng. Và các bạn thấy nó không phải như vậy, tại vì những người họ không có sống và làm việc cho cái những cái công ty của nước Mỹ, họ không có hiểu về những cái mà luật lệ của nước sở tại. Họ nghĩ là những cái người đó khi mà họ đến Việt Nam đưa ra con tàu để đặt mà dùng chính cái ngôn ngữ cái văn hóa của người Việt mình để gọi là tiếp khách đó. Thì ôi, mấy ông mà phản đảng lão thành cách mạng mà theo bác của đảng hồi đó ôi thôi đội trên đầu bắt đầu là mừng quýnh lên. Còn mấy cái tờ báo như là Tuổi Trẻ gì tiền thâm rồi nó giết chèn là coi một cách rất là, tôi nói anh chị đọc thấy mình nhục, mình đọc mình thấy mình kinh dục. Thằng Mỹ nó ngồi bên kia cho nó nghe mà nó nhìn, tôi nói các bạn biết nó có những cái người mà thông dịch làm việc là cho nó trong những cái bộ chính trị của nó, trong tình báo của nó chứ phải là không, nó ngồi nó phái. Nó đã thắng, nó đã thành công, bởi vì nó đem những cái đó giống như cái thuốc phiện gì cho dân mình, cho những thành phần mà nó buồn bị, nó bê mùi các bạn không. Ban đầu cái nó len lỏi vào trong cái hệ thống chính trị của Việt Nam và bắt đầu nó kích động những cái kẻ mà gọi là phản đảng, những thành phần gọi là theo bác và đảng rồi buổi xế chiều quay qua bức xúc đấy, bắt đầu chống phá cho như cái thằng mà chú Mộng Lan các bạn đấy. Mấy thằng đó nó rất là nhục anh chị các bạn, nó chỉ ngồi ở bên Việt Nam bắt đầu nó nhìn thấy những cái tuổi trẻ hay một số người nào đó khi họ đến nước Mỹ này họ phục vụ cho cái lợi ích nước Mỹ thì bắt đầu ngồi đó chèn ơi nó ca ngợi chính tầng này. Nhưng mà các bạn biết những cái người mà họ làm việc cái chính phủ như vậy không phải là đơn giản đó, họ chịu nhiều áp lực dữ lắm chứ không phải giỡn. Anh ăn cơm của Mỹ, của chính phủ Mỹ là anh phải phục vụ cho lợi ích nước Mỹ chứ không phải giỡn đâu các bạn à. Mà đó tôi làm cho hãng Honeywell tôi biết, tôi làm việc cho tụi Mỹ tôi biết, và tôi có rất nhiều bạn bè hiện nay họ vẫn còn là những người anh em bạn bè, họ là kỹ sư, họ là những bác sĩ quân y rồi trong quân đội rồi, tôi chơi tôi biết, cho nên tôi hiểu, tôi chia sẻ về cái quê hương, cái thông điệp để chúng ta quân bằng cái cuộc sống. Mỹ này nó bình thường thôi, nhưng mà cái chiến lược của nó về chính sách ngoại giao của nó, về những con chính trị của nó rất là dữ dằn, nó dùng văn hóa của người Việt để đặng mà đến Việt Nam những cái thành phần xanh xao đẻ muộn
cái văn hóa, cái ngôn ngữ dễ gọi là nói chuyện, nó thu thập hết thành thông tin chứ không phải giỡn đâu. Chứ không phải các bạn nghĩ như vậy. Các bạn đừng nghĩ hàng Mỹ nó có nhiều cái tai, cái gọi là cái antenna của nó, nhiều cái lỗ tai chuột, lỗ tai chó của nó rất là nhiều. Tôi chia sẻ với các bạn, nhiều lúc nhiều người gọi tôi nói cảnh FBI nó đi kiếm tôi nói mà kiếm tao là cái đéo gì vậy? Tôi đâu có sợ đâu, tại vì nó nghe khi mấy tụi mà chấm cộng ở bên Nguyễn Mỹ nè, nó ghét nó gọi là nó nghiệp vụ. Thì tụi nó cũng đi, tôi đâu có sợ đâu. Mình con người thật, mình sống thật, sống không có gì phải sợ. Nếu vì quê hương đất nước mà mình phải hy sinh cho tổ quốc của mình, đó là một cái điểm hãnh diện và tự hào anh sự bằng. Những tấm gương như của anh Nguyễn Thái Bình vẫn còn đó, như các bạn thấy. Những cái thứ bơ thừa sữa cặn, những anh không phục vụ trên cái đất Mỹ này, anh vẫn dành hết cả đời của anh để cống hiến cho tổ quốc. Các bạn thấy, nói đến những người này tôi rất là cảm động các bạn. Họ rất là cao cả, phải nói là họ cao cả. Và đối với tôi, mình chẳng hiểu lý gì cả. Những đấu tranh miệt mài của tôi chỉ là một phần nhỏ nào, bởi vì các anh ấy đã hy sinh và cống hiến cho tổ quốc một cách gọi là vô điều kiện. Các bạn thấy những con người đó phải nói là được đáng kính, và những tấm gương đó mà anh em chúng ta trên không gian mạng cần phải noi theo, chứ không phải gì lên trên này chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa dân túy, rồi phe phái bè đảng, hội nhóm tự lập, rồi đấu đá lẫn nhau, nó như cái nó nồi chó heo không ra gì đó. Nhiều cái bạn trẻ cũng vậy, làm trong công việc nhà nước hiện nay Việt Nam, những cái tư duy lệch lạc khi mà tham gia mạng, phát ngôn với phát biểu rất là phản cảm. Bởi vì các bạn thấy, tôi cảm thấy lo lắng cho về quê hương, nhìn thấy cái hệ thống luật pháp và những cái kỷ cương của nhà nước Việt Nam mình nó còn lơ là ở những cái cấp gọi là cấp dưới. Ngoại giao thì Việt Nam mình rất là giỏi, phải nói là rất là giỏi, tôi rất là khâm phục về cái tinh thần ngoại giao chiến lược của Việt Nam. Nhưng mà còn về vấn đề mà nội bộ, về vấn đề mà những thành phần cán bộ trẻ còn có những cái tư duy rất là lên lên khi tham gia mạng, họ cố thủ và họ không có chịu học hỏi. Ngay cả hôm qua khi tôi thấy một bạn trẻ mà trong cái hàng ngũ cũng phải nói là cán bộ trẻ chứ không phải, mà lại gọi một anh em những người yêu nước là bỏ đỏ, thì tôi thấy quá ư xúc phạm và nghiệt thị. Bởi vì cái chữ bỏ đỏ đó, nó chỉ có cái đám nghĩ nô, cái đám chấm cộng cực đoan ô mà dùng để gọi là sĩ bá biệt thị với anh em yêu nước, bảo vệ sự bình yên của tổ, chống lại những luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng. Quay trở lại, các bạn thấy khi mà những cái sự việc mà những cái quốc gia như Mỹ hay là những quốc gia khác mà đem hạm đội hay là quân đội của nó ghé thăm Việt Nam nữa, thì tôi thấy chuyện thăm Việt Nam nó thổi phồng, bắt đầu nó bu lại. Tôi thấy lạ, mà tôi đối với tôi đó ngồi rất là buồn. Đó là một cái nỗi nhục cụ thể. Tại vì ngày xưa mình đánh tụi nó tới bờ ba lá các bạn ơi. Bây giờ nó qua, bắt đầu nó đi ngang, mình cho nó ghé cạnh, quá cạnh gì trong cái tình ngoại giao, bắt đầu chiến thăm khỏi phòng, làm cho những người dân trong nước đó họ cập nhật thông tin một cách gọi là xáo trộn, bắt đầu họ quay qua họ cuồng Mỹ, họ cuồng phương Tây,
họ ca ngợi và họ quay ngược trở lại nhìn những cái tiêu cực nội bộ quốc gia của đảng bắt đầu họ chống phá rất là nguy hiểm. Đó là những cái âm mưu của cái tụi mà cái quốc gia như Mỹ hay phương Tây rồi nó len đổ vào trong Việt Nam, nó nghĩ tai, nó đưa những cái hình ảnh là hạm đội rồi quân đội rồi những cái người Việt mà nó nhận làm việc cho nó trong cái chính trị an ninh quốc phòng của nó, khi mà nó cho đến Việt Nam trong vấn đề mà gọi là cởi mở ngoại giao, để là nó giống như cái liều thuốc viện vậy đó, nó làm cho dân mình mê khoái. Tôi nói thật không, các bạn đâu phải đơn giản gì. Các bạn thấy tôi nói đi, một vấn đề mà tôi chứng minh cho các bạn thấy, như cái thủ tướng phó thủ tướng Đức người gốc Việt đó, anh chàng này các bạn thấy khi còn làm việc cho bà Merkel thì được tầm sử dụng trong cái lợi ích của nhóm của bà ta, khi mà bà ta hết chức vụ không còn trong vấn đề mà nhóm lợi ích của bà ta, thì cái anh chàng gốc Việt này cũng phải gọi là bị lỗi ra thôi. Các bạn thấy chính trị của tư bản nó là như vậy, nó không dùng nữa thì nó lỗi ra thôi. Thì cuối cùng sao cũng lò mò về qua Việt Nam để đặt tận dụng cái sự hiểu biết của mình chúng là đó để đặt mà làm việc cho Việt Nam. Nhưng mà khi họ còn đầy những năng lực và những cái sự hiểu biết, họ có đem cống hiến cho tổ quốc không? Không có. Nhưng mà chỉ khi nào họ thất thế ở bên cái quốc gia mà họ đang sống, họ không còn bị được tận dụng nữa, thì mà họ mới giờ ngó về quê. Ngày mai là cái anh chàng phó thủ tướng người gốc Việt Đức này không có biết tiếng Việt, không giỏi về văn hóa Việt Nam, anh ta không có gọi là len lỏi vào để đang chống phá Việt Nam. Các bạn thấy còn những tay chính trị mà nó thuộc về những thành phần con cháu chế độ, nó có những cái sự gọi là hiềm khích, các bạn thấy nó len lỏi vào Việt Nam cách rất là ghê gớm. Nhiều khi nói ra cũng chạm ghê lắm các bạn, mà bên hệ thống an ninh Việt Nam, các cơ quan nhà nước Việt Nam cũng thấy lơ là cách ghê gớm. Nó không đơn giản gì đâu, cái đó là chỉ là mưa lâu thấm đất. Các bạn biết hồi nãy ngày xưa cách ngoại giao của nó, các bạn thấy những cái bắt tay của nó bên ngoài cười hí hay hở, nhưng mà nó có thể lật đổ cả một cái cơ chế, như câu chuyện của Libya, nước quốc gia Libya mà ông Gaddafi phải trả giá. Obama bắt tay một cách hớn hở, sau đó nó quay qua ông giết Obama quay qua giết ông Gaddafi, các bạn ấy tiêu diệt Saddam Hussein, rồi từng là được Mỹ học thuật, khi mà nó không còn dùng được nữa thì cũng quay qua nó giết Bin Laden, từng là biệt kích mà được Mỹ huấn luyện, các bạn thấy nó cũng khiếp lắm. Nói chung là những ai mà gọi là ăn cơm Mỹ thì phải phục vụ cho lợi ích nước Mỹ thôi, chẳng có gì cả. Tôi thấy những cái người trẻ mà họ đến Việt Nam, ok, Việt Nam vẫn gọi là welcome, hân hoan đón chào họ trong một cái tình gọi là người Việt với người Việt, chứ chẳng có gì mà phải tăng bốc rồi ca rồi ô người Việt của mình hãnh diện tự hào đã được làm trong những cái hàng không mẫu hạm hay những cái chức vụ này chức vụ nọ, bây giờ về Việt Nam rồi tự hào chàng ơi, nó nhục như cái nục mấy thành phần của tôi ngồi, tôi thấy nó nhục lắm. Tôi làm gì với tôi nghĩ, tôi biết ngay cả hàng Mỹ nó còn dạy cho tôi, nó nói mày là Việt Nam, nước Mỹ này là của nó nói là bản thân tôi là người Việt, tôi phải tự hào cái đất nước, cái quê hương, nơi đất mẹ của tôi, chứ không phải là nước Mỹ này.
chửi thẳng vô mấy cái dân da màu, chửi thẳng mặt, đây không phải là cái country của mày, không phải cái quốc gia của mày, nó chỉ nó chửi vô thẳng mặt nhục đứa mẹ luôn, mà lúc nào cũng nước Mỹ của tao, nước Mỹ của tao đã đảo lại Minh, trục xuất lại Minh, ghê lắm, đụng tới nước Mỹ của mấy ông mấy bà cúi chèm rồi nhảy lên cái tân. Cho nên cái vụ mà tôi thấy trong vấn đề mà hàng không có hàng, truyền thông Việt Nam cần phải bớt lại những cái thông tin mà nó kiểu giống như bỏ đích. Nó đúng nói vậy, nó quá đáng các bạn không? Nhưng mà nó là sự thật đấy. Kiểu mà truyền thông thấy Mỹ hay những bất cứ hạm đội rồi những cái quân sự nào của nước ngoài ghé thăm Việt Nam trong cái đề ngoại giao thì úi xui viết lên ca ngợi, mà trong khi đó những anh hùng, những người mà cống hiến cho tổ quốc, các bạn thấy trong cái những người mà gọi là mũ xanh đó, họ cống hiến, họ đi qua châu Phi, họ làm những cái công tác gọi là giữ an ninh, hòa bình, trật tự, họ đem những cái văn hóa của nước Việt, họ đem những cái nông nghiệp của người Việt Nam chia sẻ cho dân châu Phi để họ có được những cái cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Và các bạn thấy truyền thông Việt Nam nó có bao giờ nó viết về những cái tấm gương nhớ những cái người mà họ phải sống xa tổ quốc để làm nhiệm vụ quốc tế, đem cái tình thương và những cái bát cơm manh áo cho những cái người dân châu Phi họ thiếu thốn, không có, toàn là thấy thằng Mỹ, thằng Nhật, thằng Pháp hay bất cứ thằng Tây nào hay là cái thằng cường quốc nào mà nó kéo tàu kéo bè mà hay là nó đưa người Việt nào mà làm cho nó mà tên Việt Nam, trời ơi má ơi, truyền thông rồi mấy cái tay mà phản phúc phản đảng cái trong nước như vậy, ngồi đó là ui mừng quýnh tên rồi ca ngợi, bắt đầu chê bai đất nước, đem cái hệ thống chính trị và cái cơ chế ra đó, bắt đầu xuyên tạc chống phá, rất là kinh khủng. Cho nên tôi chỉ chia sẻ những gì tôi hiểu biết thôi, xin lỗi, chứ là đây tôi cũng chẳng có xưng hùng xưng bá hay là làm cơn hay là để kiếm cái gì, cái cuộc sống mưu sinh gì trên này cả. Có nhiều người họ cứ nghĩ tôi là như vậy đó, thì họ nghĩ biết gì sao vậy, họ nghĩ tôi là lên trên này miệt mài làm YouTube là kiếm sống, rồi nhờ YouTube rồi làm mà đi về Việt Nam tôi được tôi được tận dụng, tôi được chính, tôi được cơ quan nhà nước Việt Nam gọi là khen thưởng hay là cho tôi cái này cái nọ. Nhiều khi tôi mắc cười thì thôi, tôi về Việt Nam tôi sống, tôi lao động làm việc và cũng vất vả mưu sinh kiếm sống và làm cũng tấm thế cho đất nước, tạo công ăn việc làm cho người này người nọ, nhưng mọi người nói bình đẳng đấy. Các bạn thấy tôi về tôi sống, tôi hòa nhập với những tầng lớp mà gọi là mọi tầng lớp trong xã hội Việt Nam, ngồi ăn uống nhậu nhẹt vui chơi trò chuyện với mọi tầng lớp, chứ tôi có bao giờ mà tôi viết về Việt Nam mà ngay cả một số một cán bộ cơ quan chức mà mời tôi ngủ là tôi từ chối, mất công rồi người này người kia chụp hình bắt đầu quay phim rồi đưa lên á, hàng này nó về cơ hội chính trị để nọ. Có nhiều thằng tôi like gì cũng vô nó chửi, cho nên nó chửi tôi về Việt Nam chịu ăn xong có chuyện gì là bỏ chạy, đem tiền về Việt Nam kiếm ăn xem được lợi, bắt đầu đem tiền đi nước ngoài. Nhiều cái chuyện ở trên mạng xã hội này nó rất là chớ chiêu. Tôi nói gì các bạn cười ra nước mắt chứ không phải giỡn, mà thôi mình tôi hay cảm thấy rất là tự hào là tôi đã làm được gì đó cho tổ quốc quê hương đất nước của tôi, mà những người anh hùng dân tộc họ đã ngã xuống, tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Mỗi lần tôi nói về họ là trong lòng tôi rất là cảm động, nó thật thật đó chị các bạn,
nói về những người anh hùng dân tộc và cống hiến cả một buổi xuân một đời, và hơn thế nữa chúng ta có một vị lãnh tụ như Bác Hồ Chí Minh kính yêu các bạn ấy, cả một đời hy sinh cống hiến cho tổ quốc, ra đi tìm đường cứu nước, vất vả bôn ba mọi nơi. Các bạn thấy Bác cũng phải đi làm thuê làm mướn, các bạn thấy không? In 2 miles take exit 147A onto state route 202 loop east. Trở về với đất nước và dân tộc để thống nhất được cái quê hương mà đem dân mình ra khỏi cái ách thống trị đô lệ của thực dân Pháp và đánh đuổi đế quốc Mỹ một bọn tay sai, để đặng mà Việt Nam chúng ta có được một đất nước đầy tự toàn như hôm nay, rất là tự hào anh chị các bạn. Thôi thì mình like cũng khá dài, thấy có thằng cảnh sát nó chạy kế rồi cho nên mình sợ nó để ý câu phạt các bạn. Thôi mình tạm dừng ở đây nha các bạn. Đất Mỹ này các bạn, nó không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Bởi vậy nhiều tay dân chủ cụi, mấy cái tay mà phản đảng đồn này qua tới Mỹ rồi nào thấy còn luôn chó, tôi nói còn phun một chó cũng khiếp lắm. Còn một lần nữa xin chào các bạn chị và bạn nha. Bye bye.